Theo đánh giá của các chuyên gia, ngoài tác động biến đổi khí hậu thì những tác động của các dự án phát triển thủy điện, chuyển nước, lấy nước ở vùng thượng lưu sông Mekong cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại hội thảo Rủi ro tiềm ẩn từ các dự án chuyển nước sông Mekong tới đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức ngày hôm nay 20 tháng 7 tại Hà Nội. Lưu vực sông Mekong có diện tích khoảng 795.000 km2 với tổng dung lượng nước hàng năm là 475 tỷ mét khối. Hiện nay, các nước thượng nguồn sông Mekong như Thái Lan và Campuchia đang có kế hoạch xây dựng các dự án chuyển nước từ sông Mekong sang các lưu vực sông khác nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tính riêng Thái Lan đã có dự định xây 990 dự án. Điều này ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội cũng như hệ sinh thái toàn bộ khu vực. Bên cạnh cái vấn đề thủy điện như thế thì sông Mekong nó còn phải chịu một cái áp lực nữa, đó là chính là áp lực chuyển nước lưu vực. Tức là người ta lấy nước từ Mekong chuyển sang cái sông khác để bổ sung nước cho các cái sông, cho vấn đề những hoạt động tưới tiêu, hoạt động công nghiệp vân vân, sinh hoạt của các sông lưu vực khác. Thì như thế rõ ràng đây là một cái thách thức. Thì cái thách thức ấy chúng ta thấy rất rõ, tức là nó sẽ làm tác động đến cái tài nguyên nước rất lớn xuống hạ nguồn. Thì nó sẽ gây nên những cái tác động đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội, đối với vấn đề sinh kế, kể cả vấn đề môi trường sinh thái mà chúng ta sẽ không lường hết được. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định nằm ở hạ nguồn sông Mekong, các dự án chuyển nước sẽ gây tác động nghiêm trọng tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay. Nếu tất cả các dòng nhánh bên bờ sông Mekong thuộc Thái Lan và Campuchia với khoảng trên 20 sông nhánh lớn nhỏ đều có các cống, trạm bơm chuyển nước và các hồ chứa, thì lượng nước lũ về đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ giảm bớt. Cộng với việc tích nước và vận hành các đập thủy điện trên thượng lưu, thì khả năng khô hạn của đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ thường xuyên hơn. Rủi ro thì cái lượng xả khan hiếm của nguồn nước, cái nhu cầu nước trong sử dụng trong nông nghiệp không đảm bảo, trong cấp nước, trong sinh hoạt không đảm bảo. Và trong năm qua chúng ta đã biết thì nó sẽ xảy ra trường hợp là vụ mùa sẽ không được, không vụ mùa, và kinh tế nông nghiệp sẽ không đạt được theo cái hiệu quả mong đợi. Thế cho nên cái sinh kế của người dân sẽ phải thay đổi. Đấy, sinh kế thành người dân thay đổi. Cộng với mặn xâm nhập vào nữa thì sẽ làm xáo trộn hết những cái cuộc sống của bình thường của người dân. Bên cạnh đó, lượng nước phù sa chắc chắn cũng sẽ suy giảm, tác dụng thau chua rửa phèn, bồi bổ phù sa cho các diện tích canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ ảnh hưởng. Để giải quyết vấn đề trên, các kiến nghị đều tập trung đẩy mạnh thu thập, cập nhật thông tin qua các cơ quan hữu quan, các tổ chức xã hội dân sự, chuyên gia, báo chí để theo dõi, giám sát nhằm bảo vệ quyền lợi của Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long.